Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với khóa học kế toán tổng hợp dịch vụ tuyển dụng nhân sự của Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Khóa học dịch vụ được thực hiện dưới hình thức thuê một đơn vị giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự thay thế doanh nghiệp đảm bảo các công việc mang tính thực thi có liên quan đến tuyển dụng, phỏng vấn, hỗ trợ kiểm tra tay nghề, tiến hành các thủ tục về hợp đồng lao động, tính toán việc chi trả lương hàng tháng, đăng ký các loại bảo hiểm, quyết toán thuế thu nhập cá nhân và các khoản liên quan đến hoàn thuế, chi trả thuế thu nhập cá nhân, sau đó gửi thông tin chi tiết về lại cho chủ doanh nghiệp. Công tác tính giá thành sản phẩm dịch vụ cần phải đặc biệt chú ý, xác định các chi phí và các nghĩa vụ liên quan đến thuế môn bài phải nộp. Khóa học này sẽ giúp các bạn tự tin thành thạo mọi nghiệp vụ, xử lý những khó khăn gặp phải. Trước khi đi vào phần thực hành công ty kế toán dịch vụ tuyển dụng nhân sự thì trước tiên chúng ta sẽ phải đi vào học các nguyên lý kế toán trong doanh nghiệp, hiểu được các nguyên tắc, quy tắc chuẩn mực trong kế toán, các hệ thống tài khoản, tính chất của các tài khoản, bao gồm các nội dung liên quan đến hạch toán, mua hàng hóa, bán hàng, các nội dung liên quan đến giảm giá, mua nguyên vật liệu, cách tính giá thành, hạch toán mua công cụ, mua tài sản, hạch toán các nội dung liên quan đến lương và các chi phí khác. Sau khi đi vào nguyên lý, hiểu được bản chất của nguyên lý kế toán, chúng ta sẽ đi vào phần thực hành đối với công ty dịch vụ tuyển dụng nhân sự. Trong nội dung phần thực hành, chúng ta sẽ đi vào 3 nội dung chính. Ở nội dung đầu kỳ hướng dẫn cho các bạn thực hiện việc khai báo các dữ liệu đầu kỳ. Tìm hiểu về việc bàn giao sổ sách kế toán từ kế toán cũ để chúng ta nắm được các số liệu, cũng như quy trình của một công ty thực hiện việc khai báo các dữ liệu đầu kỳ để chúng ta có được một báo cáo liên tiếp theo các năm, kiểm tra, so sánh và đối chiếu lại các sai sót giữa sổ tổng hợp và sổ chi tiết các tài khoản của đầu kỳ. Ở nội dung thứ hai, các bạn sẽ được làm trên các chứng từ thực tế của công ty, bao gồm hạch toán và hướng dẫn, chi phí đầu vào, tính vào chi phí của bộ phận quản lý và các chi phí đối với mảng dịch vụ, cung ứng nhân lực, cách hạch toán và các nội dung liên quan đến hóa đơn bán ra, phản ánh đúng vào doanh thu đối với từng mảng để chúng ta phản ánh doanh thu và chi phí tương ứng, thực hiện việc xử lý và cân đối trước khi chúng ta lên báo cáo tài chính, hướng dẫn thực hiện việc lập tờ khai các nội dung liên quan đến trích lương, trích bảo hiểm xã hội và các chi phí khác, hướng dẫn thực hiện việc tính giá thành đối với mảng dịch vụ tuyển dụng nhân sự, cách kiểm tra đối chiếu đúng sai khi thực hiện việc tính giá thành và các tình huống thực tế đối với mảng tuyển dụng nhân sự. Và nội dung thứ ba là liên quan đến kiểm tra đối chiếu lại các số liệu trước khi chúng ta lên báo cáo tài chính, hướng dẫn cho chúng ta thực hiện việc lên báo cáo tài chính và nộp trên trang thuế điện tử, kiểm tra lại các số liệu trước khi nộp, thực hiện việc in sổ sách, kết xuất và lưu giữ nội bộ, kinh nghiệm thanh tra quyết toán thuế. Đó là các nội dung chính khi chúng ta tham gia vào khóa học kế toán tổng hợp mảng dịch vụ tuyển dụng nhân sự. Trong giáo trình của kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn các hình thức học phù hợp, bao gồm tự học, lớp online, một giáo viên kèm một học viên. Và tất cả các chứng từ hóa đơn các bạn sẽ được học trên trang web kế toán việt hưng.com, học trên giáo trình online. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ lúc này. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học kế toán bằng cách liên hệ đến hotline số 0988680223.